Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Lãnh đạo Việt Nam cần lắng nghe ý kiến đóng góp của giới kỹ trị. Ngày 26 tháng 10, VOA tiếng Việt bình luận, trí thức, doanh nhân, phe cầm quân cần cải cách, lắng nghe, trọng dụng giới kỹ trị. VOA dẫn lời ba nhà trí thức và một doanh nhân nói rằng, họ không lo ngại khi chính sĩ quan cấp tướng, tá của công an và quân đội nắm những chức vụ cao nhất của Việt Nam và chiếm đa số trong bộ chính trị Mặc dù vậy, họ muốn thấy các nhà lãnh đạo đó cải cách, lắng nghe và trọng dụng các nhà kỹ trị. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết các lãnh đạo xuất thân từ tướng tá công an và quân đội trong bộ chính trị hiện nay gồm có Đại tướng Công an Tô Lâm, Tổng Bí Thư, Đại tướng Quân đội Lương Cường, Chủ tịch nước, Trung tướng Công an Phạm Minh Chính, Thủ tướng, cùng với 6 sĩ quan cấp tướng, tá công an, quân đội, chiếm thế đa số trên tổng số 15 ủy viên trong bộ chính trị. Theo quan sát của VOA, nhiều người tỏ ý lo ngại trên mạng xã hội về sự trỗi dậy, nắm quyền thống lĩnh của phe các lực lượng vũ trang, còn được gọi một cách không chính thức là phe cầm quân, có thể làm cho Việt Nam suy giảm mức độ cởi mở và các động thái trấn áp các quyền tự do sẽ gia tăng. VOA dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Đại Lược, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nói rằng, ông không lo ngại vì sự thay đổi về bộ máy lãnh đạo Việt Nam cần được đặt trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và có các điều kiện phát triển thuận lợi như hiện nay với các đối tác chiến lược toàn diện bao gồm cả Mỹ Trung Quốc Nhật Bản một số nước châu Âu và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm VOA dẫn nhận xét của tiến sĩ Lê Đăng Doanh cựu viện trưởng viện quản lý kinh tế trung ương cho rằng tổng bí thư Tô Lâm và chủ tịch nước Lương Cường dù xuất thân là tướng công an quân đội nhưng thông qua những biểu hiện gần đây cho thấy đang mang lại hy vọng về cải cách voa cũng dẫn lời doanh nhân trần quốc quân nói rằng ông mong sẽ thấy có một bước đột phá đổi mới trong chính sách lãnh đạo sau khi theo dõi những phát biểu của ông tô lâm cả ở trong nước lẫn khi ông công du nước ngoài nhưng vì việt nam vẫn trong cơ chế một đảng cầm quyền ông quân cho rằng không kỳ vọng quá nhiều phải chờ xem các việc làm của giới lãnh đạo xuất thân từ công an, quân đội ra sao. Ông quân đề cao nhà nước dân chủ với sự tham chính của các nhà kỹ trị, điều mà nhiều nhà quan sát cho rằng đang thiếu vắng trong đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay, ông quân nói. Cuối cùng, đi đến xã hội văn minh phải là xã hội dân chủ, kỹ trị ở Việt Nam. Cần nhất hiện nay là đổi mới, không chỉ là lãnh đạo về kinh tế mà về chính trị rất là cần thiết và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. VOA dẫn ý kiến của ông Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị, nêu một ví dụ về nhược điểm của việc có ít nhà kỹ trị trong bộ máy. Đó là quốc hội trước đây xây dựng những luật ống chỉ gồm các quy định khung khi thực thi công chức, cán bộ, hướng dẫn rất nhiều, dẫn đến sự lạm quyền. Vì vậy, để hạn chế luật ống, họ đưa ra các luật pháp mà giờ đây bị xem là quá chi tiết, trói buộc. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra lời khuyên như sau: Trước khi ban hành các quyết định về chính sách, hãy tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và ngoài nước để biết cần thay đổi như thế nào. Hiện nay, tình hình thay đổi nhanh chóng, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI, tình hình quốc tế khó dự đoán. Trước đây các lãnh đạo đã lập ra các ban tham vấn và nghiên cứu rồi, bây giờ điều này càng cần thiết. Nếu các nhà lãnh đạo ra quyết định mà không tham khảo các chuyên gia không khảo sát thực tế hay một cách khoa học có hệ thống thì có thể có tác động hết sức nghiêm trọng. Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đổi Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Bộ trưởng Lương Tam Quang sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 28 tháng 10. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm cho biết mục đích chính của chuyến đi Đức này của ông Quang là để dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tam Quang. Theo kế hoạch ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức và với Thứ trưởng Phụ trách về An ninh và Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Nội vụ Đức. Khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt AIC để dẫn độ về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Việt Nam cam kết sẽ trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức theo yêu cầu của chính phủ Đức trong những năm trước đây. Được biết, việc đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ bài nhàn AIC nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an. Điều này nhằm phục vụ việc thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này vẫn bị cáo buộc có những mối quan hệ mờ ám cả về tình cảm cũng như tiền bạc đối với bà Nhạc. Những thông tin kể trên có nhiều điểm trùng khớp với bản tin của Nhật Báo Test mới đây khi nữ nhà báo Đức marian Mai đề cập đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh nhàn Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, phía Việt Nam sẽ cho phép ông Trịnh Xuân Thanh quay lại Đức, nơi vợ và ba trong số năm người con ông đang sinh sống nếu phía Đức chấp nhận trao trả bà Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị tòa án Việt Nam kết án vắng mặt với mức án 30 năm tù với cáo buộc tham nhũng và gian lận đấu thầu. Sau khi rời Việt Nam vào năm 2022, bà đã đến sống tại Đức và đang được các lực lượng an ninh Đức bảo vệ chặt chẽ để tránh nguy cơ bị bắt cóc. Yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam đã bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do hậu quả từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 Ông Trịnh Xuân Thanh sau khi về Việt Nam đã bị tòa án tuyên hai bản án tù chung thân vì tội danh tham nhũng. Bất kể ông Thanh kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng các bản án mang động cơ chính trị. Nhật báo Test cho biết vụ án của bà Nhàn cũng có động cơ chính trị vì có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính quyền Đức vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị Việt Nam phức tạp liên quan đến các đối thủ chính trị của Thủ tướng. Và đây là hình bị án Nguyễn Thị Thanh nhàn Theo tác giả Maria Mai, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức xác nhận với Nhật Báo Test rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10 và sẽ kéo dài khoảng 1 giờ giữa các đại diện của Việt Nam và Quốc vụ Khanh Nội vụ Đức, Henschel. Bộ Nội vụ Đức không cung cấp thông tin về nội dung cuộc gặp mà phía Việt Nam đề nghị. Theo thông tin giờ chót, phía Việt Nam đã đưa ra thêm một đề nghị khá hấp dẫn với phía Đức đó là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ ưu tiên dành cho Siemens, một công ty nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức, nếu đáp ứng điều kiện trao đổi nói trên. Liệu phía Đức có đồng ý với thỏa thuận này hay không? Vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thứ nhất, không phải Bộ Nội vụ Liên bang Đức có thể quyết định liệu một người có bị dẫn độ sang quốc gia khác hay không, mà việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án và Bộ Tư pháp Liên bang Đức. Thứ hai, Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập điều mà phía Đức khó có thể chấp nhận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đỏ Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trở dậy của phe nghệ tỉnh? Ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, giữ chức thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã thống nhất cao để ông Tú đảm nhiệm chức danh thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đây là hình ông Trần Cẩm Tú. Vị trí thường trực ban bí thư là vị trí quan trọng đứng thứ năm trong hệ thống nhân sự lãnh đạo cao cấp sau tứ trụ. Chức vụ này còn được mệnh danh là phó tổng bí thư trong cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật đứng thứ hai sẽ thay thế cho tổng bí thư trong thời gian vắng mặt. Ông Trần Cẩm Tú hiện là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, đương kim chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể vừa giữ chức thường trực ban bí thư, vừa kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, giống như ông Trần Quốc Vượng. Tại nhiệm kỳ đại hội 12, từ năm 2016 đến năm 2021, đã được phân công giữ thêm chức thường trực ban bí thư thay cho ông Đinh Thế Huỳnh nghỉ chữa bệnh. Đến lúc này, cán cân quyền lực trong nội bộ đảng đã cho thấy ông Tô Lâm đang suy giảm quyền lực rõ rệt. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai việc không hài lòng với Tổng bí thư Tô Lâm, đồng thời ra mặt công khai ủng hộ tân chủ tịch nước Lương Cực. Với tham vọng độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng, theo mô hình nhất thể hóa, phe Hà Tĩnh cũng như nhóm lợi ích Nghệ An là mục tiêu xóa bỏ hàng đầu của ông Tô Lâm. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong đảng, không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này, vốn do cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập như bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của ông trong hơn 15 năm cầm quyền và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Nếu một khi nhổ được hai cái gai lớn Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc, tổng bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và dễ dàng thao tóm trọn quyền lực trong đảng vào đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đây, mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng lớn Tuy nhiên, kể từ khi ông Tô Lâm bộc lộ tham vọng tảo thanh phe nghệ tỉnh, thì thái độ của ông Tú đối với ông Tô Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Theo giới thảo tin, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú đã từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thủy Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Hay đã có những đồn đoán cho rằng đứng đằng sau tập đoàn Cây Xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Trước đây, vào tháng 5 năm 2024, vụ án này đã bất ngờ dừng lại. Nhưng ngày 5 tháng 10 vừa qua, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã quyết định mở rộng điều tra vụ án công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Cho đến nay, tham vọng Tảo Thanh Phan Nghệ Tỉnh rõ ràng đã dặm chân tại chỗ. Các nhân vật cộm cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự. Phải chăng Tổng bí thư Tô Lâm đã ở trong tình thế lực bất tòng tâm, dù muốn nhưng không thể thực hiện nổi. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đến nay, các phe phái chống ông Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết thông qua hệ thống các ban đảng đã khiến tình thế có sự thay đổi. Việc ông Trùm Phe Hà Tĩnh, Trần Cẩm Tú được kiêm nhiệm chức thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương là điều tổng bí thư Tô Lâm cần phải cảnh giác. Phe Nghệ Tĩnh đã và đang có nhiều biểu hiện trỗi dậy để tính sổ với ông Tô Lâm và phe cánh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trỗi dậy của phe nghệ Tịnh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.